hẹn hò ôm Lina luôn khiến dân tình dở khóc dở cười với những câu chuyện đều xoay quanh một chủ đề, đối phương ngoài đời khác một trời một vực so với ảnh sống ảo trên mạng. Cứ bị đối phương gieo ảo tưởng bằng những tấm ảnh long lanh thì bảo sau khi gặp mặt hoặc video can, người ta không hụt hẫng thậm chí cảm thấy bị lừa dối vì nhan sắc thật của người kia. Mới đây, một cô gái đã kể lại trải nghiệm hẹn hò ôm Lina cực kỳ khó đỡ của mình. Chẳng là vừa mới trò chuyện, thanh niên kia đã gửi cho cô một tấm ảnh điển trai long lanh và tự nhận đó là mình. Con gái mà, tự nhiên với được anh chàng soái ca thì tất nhiên ai chẳng vui và hớn hở. Vẻ ngoài khác biệt thế này mà chỉ là do xuống sắc thôi á. Tin được không? Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu có vấn đề khi cô nàng kia nặng nặc đòi video can để thấy mặt bạn trai. Từ chối mãi, anh chàng kia cũng chịu pha xe tim e. Tuy nhiên, nhan sắc thật so với hình ảnh thì chẳng hề giống nhau tẹo nào. Khi cô gái băn khoăn, anh chàng kia lại còn cãi cố rằng dạo này mình đang bị xuống sắc một chút nên nhìn không giống trong ảnh. Dẫu vậy, dân mạng đã tinh ý phát hiện ra rằng tấm ảnh kia là của một anh chàng nổi tiếng có tên Dương Tông, hiện là một bác sĩ thẩm mỹ tại Trung Quốc. Dương Tông từng nhiều lần liên dắt stream cho dân tình thấy nhan sắc thật vậy nên chắc chắn anh chàng kia đã pha khe ảnh chỉ để lấy le với bạn gái quen qua mạng mà thôi. Một số hình ảnh của Dương Tông anh chàng bị thanh niên kia pha khe ảnh.